vất vả làm cho tê tay, con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gông nặng chịu bao ngày, con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Trời đất mai luôn vần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi mắt trông lên ngài khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn xê vành môi những lần gục ngã trong đời. Đây mơ trôi qua rồi đã làm sâu héo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều hiu, dù đời sống đau thương còn Holiday, thành lễ cùng với nhóm Ngọc Trong Tim xin chúc quý vị những ngày lễ thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, để nuôi dưỡng chương trình Ngọc Trong Tim và cũng như giúp đỡ các em Ngọc Trong Tim ở khắp mọi nơi, Quyết Ân Nhân đã gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim những lá thư, và ngày hôm nay thành lễ xin mạn phép gửi đến quý vị những lời chân tình của các quý ân nhân. Trước hết là Christy Trần đã gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim với tấm phiếu là $10. Xin cảm ơn gia đình của anh Christopher ở Virginia. Và một lá thư nữa không đề tên gửi cho Ngọc Trong Tim. Wow, $20 bằng tiền cash. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lá thư của chú Thông Nguyễn vẫn hàng tháng gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim một tấm chất là $20. Xin cảm ơn chú. Để tiếp nối chương trình trong những ngày lễ này, thầy lễ xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm sau đây của các em Ngọc Trong Tim trình bày.
ước cũng phai nhòa, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Rồi Noel qua, bao mộng ước cũng phai nhòa, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau.